Xin kính chào quý vị và các bạn. Mưa sẽ là thời tiết nổi bật ở nhiều tỉnh thành miền Trung trong những ngày tới. Trong đó thì nhiều nơi sẽ có mưa lớn do ảnh hưởng bởi bão số 9. Với khu vực Tây Nguyên thì cũng sẽ có mưa, thế nhưng chủ yếu xuất hiện về chiều tối, ban ngày vẫn sẽ có nắng. Từ đêm nay cho đến hết ngày mai, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu phía Tây của cơn bão số 9, nên khu vực từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Khánh Hòa sẽ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến là từ 100 đến 250mm, có những điểm lượng mưa còn vượt 300mm. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại những vùng trũng thấp ven sông. Những cơn mưa vừa mưa to sẽ duy trì ở thành phố Huế cho đến tận thứ hai tuần tới. Mưa do bão thì nên xuất hiện theo từng đợt và dồn dập, kèm theo dông gió mạnh. Quý vị lưu ý khi mưa bão thì tốt nhất nên hạn chế ra ngoài. Mưa cùng với gió đông bắc sẽ khiến trời lạnh rõ, mức nhiệt chỉ còn từ 21 đến 22 độ. Từ thứ ba trở đi khả năng là nắng sẽ xuất hiện, nhiệt độ cũng tăng lên ở mức là từ 24 đến 26 độ. Lưu ý là một số ngày khả năng mưa sẽ xuất hiện về chiều tối. Ở phía bắc miền Trung, thành phố Vinh thì gần như là không chịu tác động của bão số 9. Trong một tuần tới thì số ngày nắng sẽ chiếm ưu thế. Một đến hai ngày là trời nhiều mây và có mưa, thế nhưng lượng không đáng kể. Nhiệt độ cao nhất các ngày dao động trong khoảng từ 20 đến 24 độ, còn thấp nhất về đêm là từ 15 đến 20 độ, trời rét về đêm và sáng sớm. Khu vực Tây Nguyên ngày mai thì cũng có mưa do ảnh hưởng bởi hoàn lưu của bão số 9. Mưa rào và dông từng đợt, thế nhưng lượng mưa không quá lớn. Có mưa nên nhiệt độ ngày mai ở các điểm như là Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa dao động trong khoảng từ 21 đến 23 độ, trời lạnh. Thậm chí là Đà Lạt có mức nhiệt 18 độ, trời rét. Mưa cũng xuất hiện từng đợt vào ngày mai ở thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng. Trời âm u và cảm giác lạnh rõ, mức nhiệt sẽ là 22 độ. Những ngày còn lại thì trời chủ đạo là có nắng, nhiệt độ cũng sẽ tăng nhanh lên mức là từ 24 đến 27 độ. Một vài ngày cũng có thể xuất hiện mưa dông về chiều tối và rất nhanh. Với khu vực Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh thì xu hướng thời tiết một tuần tới là ban ngày có nắng, đến chiều tối khả năng mưa dông sẽ xuất hiện. Nắng xuất hiện từ sáng đến chiều nhưng cảm giác không hề nóng, nhiệt độ các ngày khá ổn định, 32 độ. Ban đêm và sáng sớm nhiệt độ sẽ là từ 22 cho đến 24 độ, hơi se se lạnh. Trở ra miền Bắc, thành phố Hà Nội một tuần tới, thời tiết phổ biến là không mưa, nắng duy trì đến thứ ba tuần sau. Sau đó thì trời có thể chuyển nhiều mây lên, nhiệt độ các ngày ít thay đổi, cao nhất là từ 22 đến 24 độ, thấp nhất về đêm là từ 14 đến 17 độ, trời rét. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.